Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, tôi lại phá tiếp tục là 15.000 tỷ để build một đội hình mới. Và bác chủ bác ấy giao cho tôi một cái đề bài là hãy mua cho bác ấy hai con hàng Ronaldo và ưu tiên chỉ số là trên 120 nhé. Thực ra là để mà muốn chỉ số đẹp và mắc binh thì phải là Ronaldo, hai con hàng đấy cùng một team color thì nó mới là đẹp nhất. Đây rồi, lại còn tí lúa nữa rồi. Thì với 15.000 tỷ này tôi xem nào, Ronaldo à? Tôi check cho anh em Ronaldo nhá, trên 120 nếu mà cái form này form cộng 5 đi. Nói chung là trên 120 với Ronaldo nó chỉ có mấy cái mùa này thôi này. Thì thực ra cái tầm 15.000 tỷ này đòi hỏi gì được nữa đâu. Bây giờ này anh em chỉ được mua con Ronaldo De Lima mùa MND. Đó, cái mùa mới ra này. Còn CR7 thì anh em chắc là chỉ lấy Totti và TS. Đó, đó là hai lựa chọn mà anh em có thể mua vào thời điểm hiện tại thôi. Thế thì anh em chỉ mua được mỗi hai con này thôi mà. Hay cứ đạm tạm 3.800 nhá. Thằng Ronaldo này 3.000 là 7.000. Chắc là chỉ thế thôi. Hai con Ronaldo này luôn này. Con này min là về, nói chung là 3.000 để ở đây nhá. Nói chung là cứ vụt tạm một con là 3.000 của Ronaldo. Tôi cứ mút tạm Ronaldo cộng 10 đi. Nào Ronaldo vào đây, tôi dí tiền vào đây, tôi giữ đã nhá. 3.000 tỷ đúng không? 3.000 tỷ tôi lấy con Ronaldo này đã nhá. Đúng 3.000 tỷ thôi. Đó, cộng 10 này. Thì bây giờ anh em mình còn 8.000 đúng không? Bây giờ tôi sẽ tận dụng những con người đang có đi. Tôi thấy là đội hình của bác ấy cũng có khá nhiều Madrid. Thì tôi ốp một quả đội hình Madrid cho bác chủ nó xong. Mà đội hình ý thì như cũng có nhiều con hàng của Madrid. Nó mới, ít đá thì coi như mình tận dụng luôn được không? Nhá, xem nào có phương án nào thay đổi, còn đổi được đang pin rồi thì chưa cần đâu. Mong anh khám giúp em, chứ em cấn mấy hôm rồi anh à. Ok, Ronaldo anh lo được đấy, từ từ nào. Rồi, đội hình này đang có những ai nè anh em nhờ. Real Madrid là có Seedog à. Ok, làm tí Seedog vào đây nè. 1-2 này, nhờ anh em nhờ. Seedog vào đây nhá. Seedog vào đây này, Seedog 8 vào đây này. Tôi sắp luôn cho anh em nhá, đây. Đội hình nó sẽ kiểu như thế này này. Đây đây anh em ơi, Seedog, Essien và Rakak đây này. Essien có đây rồi, ngon đấy, đỡ bao tiền luôn ạ. Đó, Carlos ở bên này đây. Lâu lắm rồi mới cầm được con Carlos LL để đá đấy. Con này đá như vua luôn đấy nhở. Carlos đẩy đến đây, thằng này mà sút xa không biết là tầm bao nhiêu. Cô mẹ, lực sút 140 là sút thủng con mẹ người ta mất sợ chưa kìa. Ghê ghê thật đấy. Ở đây có Hero à? Fendo Hero đúng không? Fendo Hero LL8 ở đây này. Ổn chưa nhở, đủ chưa nhở? Củ tỏi đây nữa à? Củ tỏi nữa đây, tính ra đồ hình này cũng dày phết đấy nhỉ. Được rồi đấy, mình vá thêm 1-2 con nữa thôi anh em nhá. Ở đây có Cavazan à, Cavazan 23U ở đây à. Ủa, bụt mẹ tạm ở đây đi. Tiền nó đang cần dồn một lương nhân sự chính đây. Đây là cái hình nhá anh em nhá, đây là cái hình nhá. Giờ thì cần có 3 con nữa thôi. 3 con nữa thì ngon rồi, làm con theo bên này được không? Ví dụ nhá, vụt luôn à. Con này cứ mua min thôi, đéo về được đâu. Có khi về đấy. Từ từ nhá, con theo từ từ nào. Bây giờ là còn 43 lương à? 43 lương sợ hơi bí nhỉ. Trung vệ à? Từ phải làm con 8 nữa đây anh em ơi, phải làm con 8 nữa nào. Anh em đợi tôi tí nhá, làm con 8 của Real Madrid mà anh em mình muốn có nào. Có khi làm con bách này đây anh em ơi, bách BTB thôi. Tầm này bách này đẹp nhỉ anh em nhỉ. 3.900 này. Bách vào đây nhá. Bách BTB thôi, LL đéo đủ tiền anh em ạ. LL là đói luôn đấy. Tầm này phải bỏ Cavazan thật anh ạ, phải bỏ Cavazan. Tôi định ướm thôi. AB Hakimi 21U18, CB Redzer 24TS. Em tư vấn quả led nhờ, em tư vấn quả led đấy. Ok đúng rồi, em tư vấn quả led đấy. FBM là hai giang giò nhé anh. Em vẫn hay xem các feed của anh ở nước ngoài mặt cười. Thôi vụt con theo đi anh em ơi. Vụt con theo Hakimi thật sự phải vụt hai con đấy thật. Hai con đấy chơi lâu dài bền bỉ được. Cân form nó tiện. Cứ min đã nhá, cứ min đã nhá. Ơ mẹ sao hết tiền nhanh thế nhỉ. Ôi dồi ôi, mua hai con này nghe đau đớn đấy nhở. Ui ôi, má còn nhìn mất luôn mà. Tức nghĩa là lương 26 đến 25 thì anh em xem có ai để vụt vào đây tạm luôn chứ cần gì nữa. Tầm này đuối lắm rồi. Hay là Rui Otes này được này nhở. Đá mùa mới đi. Tầm này được không anh em? Ổn chứ, cái form này được chứ. Thực ra thì Rudiger hay là anh em lấy mùa này cũng được mà. Nói chung nhiều mùa. Hoặc là Varane được. Rồi vụ giá lên nhá. Nói chung đội hình chỉ mua mấy con thôi. Ronaldo bỏ về này. Rồi béo lên giá này. Lên giá mua được luôn à. Thiếu rồi. Rüdiger biết bét nhất đâu. 1.200 này. 1.200 này. Thôi hỏng rồi. Đéo ổn rồi. Còn 2.600 á. Thôi. Duyên này. Duyên mình đến rồi anh ạ. Nó đến rồi. Ronaldo đang min này. Tôi nghĩ nhá anh em ạ. Những cái trường hợp min này bỏ qua giúp tôi này.
những cái trường hợp này anh em bỏ qua được giúp tôi nhá. Làm tí Ronaldo 24 TS là được rồi đấy. Ok chưa? Xong. Còn 400 làm gì nào? Nhớ đẹp chưa? Leng keng luôn đấy, leng keng luôn đấy. Rote S thôi. Một rô mùa mới tôi đá nhiều nhiều tí cho anh em. Được không ạ? Thế được rồi anh em ơi. Đội hình này tí nữa vào đá luôn cho anh em nhá. Rồi tí nữa vào đá luôn anh em nhá, tí nữa vào đá nào. Đẹp thật sự luôn đấy. Shop thẻ 365.com web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi sau một ngày trở lại với em Đức thì với những gì mà em ý đang có thì tôi vụt đâu đó khoảng hơn 10.000 tỷ thì phải. Thì đây là những con người mà anh em có thể nhìn thấy cực cháy dành cho em dai. Thực sự rất là áp lực khi vào app của em ý. Mỗi lần vào cứ BP nó lên mấy chục nghìn tỷ. Và bây giờ lại có 39.000 tỷ. Không biết là tôi đá xong cái kèo này còn cái ý tưởng nào để tôi làm nữa hay không đây. Nhưng mà dù sao đây cũng là một con Real Madrid cực đẹp với Ronaldo TS song sát cùng với Route. Bộ ba hỗ trợ ngay phía sau có Carlos, Kaka, Beckham đều ở mức thẻ cộng 8. Nhìn sợ thật đấy. Kaka mùa này chạy 134-135 và Roberto Carlos thằng này lực sút lên tới 141, tốc độ và tăng tốc gần 140. À còn Carlos là LFD thì đúng là vỡ đầu luôn chứ còn gì nữa. Essien sẽ đá tiền vệ phòng ngự. Bộ tứ thủ là Rudiger, Hero, Hakimi và Theo Hernandez. Vị trí các đền là củ tỏi. Con này thì nó có sẵn chứ không nếu còn tiền. Bây giờ vẫn dư tiền mà dư một lương. Thì chắc là tôi vụt cho anh em con Varane và đây là đẹp nhất. Ở dưới còn có Cavazan với cả là Alaba dư bị nhá. Vụt con Varane là bao tiền à? Varane 8. Rồi tôi vụt luôn con Varane 8 đi. Không biết là em dai chơi đội hình này tầm đến bao lâu. Nếu như con này tầm khoảng cứ tạm tầm 8.000 tỷ đi. 8.000 tỷ 7.800 đi. Mua con Varane này đúng là món quà luôn. Chơi con Varane này đến khi sập game thì thôi. Rudiger sau đó búp lên cộng 6. Nó tầm cộng 6 là đẹp. Con này cộng 6 thì anh em sẽ có một CB chạy 134 và tốc độ 130. Chỉ tổng 130 là cực kỳ đẹp rồi. Rudiger thực ra là một con hàng lương tốt nhá. Lương 26 mà 130 chỉ số tổng là dã man rồi đấy. Được chưa ạ? Rồi đá vài trận nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với sức mạnh khủng khiếp của siêu hình Real Madrid khi mà đã vào form. Thực ra đội này chưa chắc đã vào form lắm đâu anh ạ. Nhìn nó vẫn cứ phong độ tệ ấy. Chưa form lắm. Chắc 3.5 mà anh em không theo tôi thì thật sự anh em theo ai ở chỗ này vậy. Đội này đá như bay luôn. Oh. Kaka. Không muốn giúp một tí nào luôn mà vẫn phải làm tí penalty. Cái bản sắc nó vẫn là phải như vậy anh ạ. Cái bản sắc nó vẫn phải là tí penalty. Roberto Carlos sút penalty thì bao giờ xịt. Bao giờ xịt ạ. Mê nhờ. Lâu lâu mới thấy Carlos lên hình. Hay quá nhờ. Ronaldo. Xong rồi đấy. Đôi béo nó sút dễ điên luôn mà. Một cái trích mũi dày của Danima. Bàn thắng thứ hai đã dành cho đội bạn một cách đơn giản. À, nhìn là biết này. Chạy dã man luôn. Sút mê điên luôn chứ nhỉ. Sau cái vừa rồi tôi đá chắp vá. Tôi đá đội hình giao dịch mà tôi ép đen lực xanh mà toàn lên rời thì anh hiểu cảm giác nó kiểu đéo thì. Có lẽ chỉ số sút nó hơi ngu hay sao đúng không nhỉ? Sẽ đây khó vào thật chứ. Anh ngán cái điều gì đâu mà mày. Cát nốt này. Cát nốt này. Vãi cả đái kìa. Cái chân phải của Roberto cát nốt nó FD. Thì đỡ bằng cái răng luôn đấy. Chân 2 nhỉ, chân 2 FD nhỉ. Chôn chân luôn mà. Ủa sút kìa. Đá về mà. Sao xe đi trải nghiệm một cầu thủ chất à? Gọi đó là sơ gọi là đội hình gì nhỉ? Gọi là quen ten gì nhỉ? Người đặc biệt thì là mình đập rồi người. Nhiều vấn đề hơn. Cũ kiếp thì chắc chắn là cũng mua cũ thì anh em có thể rẻ hơn được một chút rồi.
xịt nữa. Chưa ghi bàn nào á? Trời ơi, trận lại chưa ghi được một bàn nào à? Kèo kèo này nghe kèo nào xấu quá nhở? Tiên lượng kèo này xấu quá nhở? Một bàn. Có một bàn. Rồi, đợi Lima nào. Trigger là cút. Ây à, không chút được cái quả chất thuận luôn à. Rồi, xong rồi đấy. Đợi Lima không hề có vị. Không hề có tí vị. Sút dã man nhỉ, vừa rồi sút dã man thật đấy. Sút là chết luôn đấy. Khiếp. Rồi Roberto Carlos. Carlos. Mày đỡ. Ủa nó xuất qua hãng thủ môn luôn à. Carlos là FD với cái chân trái thì đúng là vỡ đầu luôn nhá. Xem nào. Thằng ôn này đúng chưa kìa. Nope. Ây da. Kìa nó đỡ được quả bóng đấy luôn mà. Khiếp. Messi. Cụ tỏ đứng đây từ chiều. Anh đứng ở đây từ chiều. Rồi Kaka. Thằng ôn này đứng điên luôn ý. Những cái pha bóng như thế này mà còn được tồn tại được không hả? Chịu rồi. Sợ nhờ Ronaldo rồi Nima rồi FD kìa. Khủng khiếp. Đã quả đại bác. Giờ thì chịu rồi. Căn nốt vào đóng quả này. Má, quả đấy mà vào lực xanh thì chết chắc rồi không? Quá chu khó đấy nha. Ôi, tí nữa thì đi. Khó nhở. Người đi mà đá sướng thật đấy. Xoay phát chất ngay. Tài bướng quá, nó dâng đội hình lên. Xong rồi đấy. 4-0, anh em thích làm gì thì làm thời điểm tới. Lại dừng à. So với PES 5 ADCI, con đấy chưa có hàng luôn mà. Liên hệ hãng rồi không có. Tìm mỏi mắt luôn đấy. Nhẹ quá. Thúc tay cầm anh định giá bao nhiêu ra là được. Khó nhỉ. Tầm này khó định giá lắm đấy. Găng lốt. Còn tớn luôn mà. Đường đặt lòng này của Roberto Carlos. Nó là công veo. Khổ đấy nha. Bền quá là đôi khi cũng khổ nha. Không được mua tay cầm mới. Nó hơi khổ đấy nha. À, quả thằng này nó xoay nhanh thế nhở. Thằng nào mà nhìn về mượt thế nhở. Eusebio à. Lúc mà anh đá hỏng pen giúp lớp em vào chung kết, đứa nào cũng cảm ơn anh dí lít. Sao nhở? Anh hỏng pen lúc nào nhở? Mày bị bà kìa. Đến khi mà nó tiếp của bước 1 kìa. Khi tôi hồi cấp 2 là như vậy mà. Đừng ngại thất bại. Cứ làm nhiều mà rồi cũng sẽ có thành công. Như tôi ngày xưa làm gì có biết FD. Dần dần anh em mình quen tay thì Nó cứ thế này thôi. Ra chân là chết. Đổi chiến thuật kèm người bắt bài tư duy. Gọi một thằng hỗ trợ vào nếu như tình huống nó dây biên này. Gọi một thằng ốp lưỡng cùng vào. Đấy, như này đó. Đó là tôi còn mẹ thằng Hakimi báo chưa kìa.
đang định lòe và hướng dẫn cho anh em đó. Thì nó như vậy đúng không ạ? Đó, thế tôi hướng dẫn sau nhá. Đó đúng đúng giống giống kiểu anh em vừa bình luận đấy, là giống trường hợp đấy đó, là như vậy vậy đấy đúng không ạ? Lần nào lần đầu là mới chơi cái gì nó chẳng khó, chưa quen mà cần thời gian anh em phải làm quen đủ nhá, đừng làm. Thằng này đá hay phết nhờ, lần sau không thèm cầm tay nó đấy, thật sự anh em ạ. Như lúc đầu anh em học đàn guitar cũng vậy, kiên trì kiên nhẫn chút là được đó. Comment này nó rõ ràng luôn đấy. Đọc cái comment thôi mà đã thua luôn mà. Thôi ok, trận này cho 4 đều đá cho nó hay nhá. Đang lôn một phút không khác gì cái đôi chân của một trong những cầu thủ hay nhất từ cái chân trái như kiểu Messi trong vòng cấm. Con mẹ mày sao chớ thế nhở, để nó ghi mấy con bàn cơ bản chưa kìa. Bóng như thế luôn á. Đi rồi. Thôi mẹ em, trận này đã mất tập trung chưa? Chúng có thằng ôn này luôn mà. Còn mẹ là đau đớn chưa kìa. Thua được cái thằng này luôn mà. Bảy năm luôn ạ. Cày thế.